À, nó nhìn cái hình tâm lý dễ sợ luôn, tâm lý gì đó, giống như mình đeo chiếc nhẫn đẹp cũng vậy. Dạ. Nhiều khi mình ngồi mình ngắm chiếc nhẫn của mình cũng thấy vui, thì cái hình xăm người ta cũng vậy thôi. Dạ. Đó. Chị em thấy chị cũng có hình xăm nha, chị có thể kể là cái hình xăm mỗi cái đó giống như ý nghĩa và cái mình nói là giống như ký ức nào mà chị nhớ đến không? Giống như thì mình biết là người khách xăm cái ức ít, còn chị. Chị thì trên người chị nhiều lắm, tổng cộng chắc cũng cái tay đi, em thấy cái tay đây nè, 50 hình. Có những cái 50 hình. Đó, quý vị nhìn có thấy được không? Là ngồi đây tuy mặc quần mặc áo đàng hoàng kín hết trơn nhưng mà 50 hình. Đấy là nhiều khi chị mặc áo dài tới đây là không có thấy. Dài là không có thấy. Chị đi ra đường chị cũng không có thích show ra nữa. Nhiều khi mình đi chơi đâu mình mặc đồ mát mẻ nó thì nó ấy thôi, mình phải mặc thôi. Thì xăm hình nó nhiều cái lắm, mỗi cái nó đều có một cái ý nghĩa. Ví dụ chị có hình con của chị, rồi hình em thấy nè, bây giờ bắt đầu em mới thờ không thấy rồi hình chồng cũ của chị, hoặc là nhiều khi có một cái câu nói gì đó hay hay mà nó tự khuyên mình, chị thấy câu đó hay chị cũng xăm lên. Ủa, chị tự xăm hay chị phải nhờ người khác? Từ đây trở lên đó thì người khác, còn từ đây trở xuống là chị thì cũng được rồi. Dạ dạ đó thì nó còn che cái khuyết điểm nữa. Ví dụ như trên người mình có những vùng da nó tối màu hoặc là nó bị thâm thì mình dùng cái hình xăm mình che nó lại, nhìn nó vẫn thẩm mỹ, nó vẫn đẹp hơn. Dạ. Yeah. Thí dụ như có nhiều người họ bị hối đầu hoặc là họ bị tai nạn mà tóc của họ không có mọc ra được. Ồ, xăm luôn. Mình dùng cái kỹ thuật xăm hình này để mình làm, mình che lại không còn thấy nữa. Dạ, yeah. Vậy đâu phải chỉ xăm hình nha. Hoặc là những người bị ung thư, họ bị mất cái breast cái, cancer. Dạ, yeah. thì mình tái tạo lại. Cũng được luôn. Mình làm lại cho họ. Hoặc là những người mà họ xanh xong họ có cái sẹo họ mất tự tin thì mình dùng cái thí dụ như mình dùng cành hoa gì đó dễ thương mình che lại. Yeah. Thì nhìn nó cũng dễ thương, nó vẫn đỡ hơn là cái sẹo, thì nó giúp ích cho người ta, hoàn thiện cái bản thân người ta, người ta cảm thấy yêu đời hơn trong cuộc sống đó. Thì bởi vậy chị mới nói là cái xăm hình đó nó làm được nhiều chuyện không tưởng lắm. Không phải là để show up, là giống như là hổ báo cáo chồn này nọ. Dạ, tại có nhiều bây giờ em vẫn thấy. Dạ. nhưng tuy là mình biết có là bây giờ anh, rồi có những cái anh lớn mà ảnh có hình xăm ở trong tù. Dạ. Thì sau này mấy ảnh ra, mấy ảnh làm ăn chân chính đàng hoàng thì mấy ảnh không có muốn người khác nhìn thấy rồi đánh giá, thì dạ. mấy ảnh mới cover nó bằng những cái hình nghệ thuật hơn, nhưng mà vẫn còn hình xăm chứ không phải là làm vẫn còn hình xăm. Dạ. Nhưng mà cái hình xăm đó nhìn nó nghệ thuật, nhìn nó đẹp hơn. Dạ. À, mình nhìn là mình biết xăm ở đâu. À. Đó thì nó đem tới cho người ta một giống như một cái làn gió mới, nó thay đổi về cuộc đời người ta. Chị thông thường là xăm bao nhiêu tiền? Tại chị nói là nó đắt, nhưng mà đắt tới bao nhiêu, là một hình lớn hình nhỏ là thấy theo mấy trăm hay sao? Không, thường đa phần thì những cái tiệm xăm ở nước Mỹ này đó là họ tính tiền theo giờ. Theo giờ ha. À, tùy theo cái level thì một giờ là từ 100 cho tới 250. Giờ một đồng hồ hả? Dạ. Thì quý vị làm tùy theo. Nhưng mà không có phải là một ngày mình làm được 8 giờ đâu. Nếu mà một ngày 8 giờ chắc giàu luôn. Giàu luôn rồi. Giàu, nên giàu bây giờ không còn ngồi đây nói chuyện nữa đâu, bận rồi. Cảm ơn chị. Không, nhưng mà chị vậy nghĩa là cái ngành nghề này mình hay chọn lựa giờ giấc của mình. Dạ, mình chọn lựa. Thường á, cái ưu điểm của cái nghề này đó là khách rất là trung thành với mình. Dạ. À, với điều kiện mình phải làm tốt nha. Yeah. Mình làm tốt quá là cái người, cho dù mình có dọn nhà, trừ khi mình đi xa thiệt là xa thôi, chứ còn lái xe 2-3 tiếng là chuyện nhỏ. Đó, cũng phải lái xe đi xa luôn. Họ vẫn đi theo mình. Người ta đi theo mình nha. Mình ở hẻm hóc nào, mình đổi tiệm nào, họ cũng đi theo mình. Thường ghê không? Dạ, cái nghề này thích là ở chỗ đó. Yeah. Bởi vậy chị rất là muốn là những cái đứa tự gì thế hệ tụi chị là hàng 4 hết trơn. Trời ơi. Đặc biệt ở Mỹ làm tattoo á. Yeah. Không có người trẻ mà người trẻ nó cũng muốn đeo đuổi mà nó không được gia đình nó đầu tư. Nó thích mà nó đi học. Yeah. Đi học cũng tiền không. Đúng. Thì phải, mà tụi nó nhỏ tiền đâu mà tụi nó học. Yeah, đầu tư một cái phải nhờ gia đình đầu tư. Đó, nhưng mà nó không mở lời được, hoặc là nếu có mở lời gia đình cũng bác bỏ đó. Nhưng mà tự gì người lớn không có hiểu được là cái thế giới xăm hình này á, nó rất là nó đàng hoàng lắm. Nó không phải giống như chị nói một cái ví dụ, tụi chị làm trong một cái tiệm khoảng 10 thợ. Tụi chị không bao giờ có tình trạng mà giành giật khách
hoặc là xích mích giữa đồng đội hết. Là tại vì nghề này là khách chọn thợ chứ lại thợ không được chọn khách. Thí dụ một cái tiệm của làm là có 10 người thì để 10 cái cuốn album đó, khi mà em đến xăm hình, trừ khi là em quen biết cái người đó, còn nếu mà em không biết ai thì em sẽ coi 10 cái cuốn đó, em chọn ra một cuốn. Thì cái người đó sẽ làm cho em, chứ không phải là do chủ sắp xếp hay là do cái người đó muốn là được. Cho nên cái nghề này rất là tế nhị và lịch sự. Hoàn toàn không có chuyện đánh lộn giành nhau ở trong tiệm, rất là lịch sự nha. Mà cũng không có trường hợp nào dành mà ẩu đả hết. Cái môi trường của chị, nhiều khi tụi chị đi ra đường xăm hình, người khác đánh giá là nhìn ghê dữ quá, nhưng mà thật ra những cái người làm nghệ thuật như tụi chị bản chất rất là hiền. Bản chất hiền. Em thấy đây nè chị, dễ thương dễ sợ luôn. Mà chị, mình cũng gần sắp hết thời gian rồi. Thì trước khi mình chia tay thì em muốn chị có lời nhắn nào hay là lời gì mà gửi đến quý vị khán giả và những người đang xem. Bây giờ cái câu hỏi này nó rộng quá, không biết là phải mở lời như thế nào. Nhưng mà mình chỉ nói với hai khía cạnh. Nếu như bạn muốn trở thành cái tattoo artist thì bạn phải có hội đủ những cái yếu tố giống như hồi nãy giờ nói. Còn nếu như bạn là một cái người mà chuẩn bị đi xăm hình thì phải suy nghĩ, phải lựa đúng cái người thợ mà có cái tâm. Thì bạn sẽ không bao giờ hối hận khi mà phải làm cái hình xăm đó. Đó, rồi mục đích của bạn đi xăm hình là cái gì. Đó, thì phải cho cái người thợ người ta biết. Giống như là khi em tới xăm, chị luôn hỏi là lý do gì em xăm cái hình này, em giải thích nghe coi lọt tai không. Có nhiều đứa nó giải thích không lọt tai là không xăm. Là lái nó đi qua cái khác. Thì chị á, là chị mơ ước là sau này khi mà tụi chị già rồi, không có người làm cái này nữa. Cái tụi chị làm cao lắm là 50 tuổi là hết làm được rồi. Trời ơi. Tự vì đâu có ai muốn một người già xăm cho mình đâu, trừ khi là mình quá nổi tiếng. Thấy không? Thì những cái người trẻ sau này qua Mỹ đoàn tụ gia đình gì đó, mà nếu mà được á thì nên đi theo cái này nó vẫn hay hơn. Đi theo cái nghề này để phát huy nó vẫn hay hơn. Tại vì người Việt mình không có đất dựng võ, không có đất dựng võ ở đây. Nếu mà người Việt mình mà ra tay đó là cũng không có thua gì đâu. Không có thua gì những cái người Mỹ đâu. Đó, bây giờ mình chỉ mơ ước vậy thôi, nhưng mà mình không có biết là cái đó là chọn lựa ở tương lai, cái nghề gia đình có ủng hộ hay không nữa. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Và rất là tiếc, em cũng muốn nói thêm nhưng mà cũng hỏi thêm, mà bây giờ mình đã hết thời gian rồi. Thì em cảm ơn chị lên đây chia sẻ với em góc khuất của chị là gì. Những nghề, cái nghề này rất là khó, và chúng ta cũng biết là đâu phải ai cũng làm được mà khéo tay. Và cảm ơn Chelsea, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại chương trình trong kỳ sau.